Bác sĩ Thư xin chào tất cả cô chú anh chị. Bây giờ bác sĩ Thư sẽ hướng dẫn tất cả cô chú anh chị có thể sử dụng được cái app để mà có thể đăng nhập vào các cái bài học của DOC ha, ở trên cái điện thoại của tất cả cô chú anh chị ha. Điều đầu tiên là tất cả cô chú anh chị sẽ vào cái phần CH Play ở trên màn hình ha, tất cả cô chú anh chị. Cái phần mà nó có cái chữ là cửa hàng Play mà tam giác á, thì các anh chị bấm vào trong cái chỗ này. Sau đó tất cả các cô chú anh chị sẽ vào trong này nè. Cô chú anh chị tìm cái từ, đó là tìm cái từ Hola ha. À, đây là cái app nó có tên là Hola ha, tất cả cô chú anh chị gõ vào cái app Hola thì sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái phần cài đặt của nó nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi một ít phút để cho nó cài đặt cho nó vào cái máy ha. Cái dung lượng nó rất là nhỏ, nó chỉ khoảng 18,78 MB thôi, thành ra nó cài rất là nhanh và nó không có tốn nhiều dung lượng ở trên cái điện thoại của tất cả cô chú anh chị ha. Ok, bây giờ nó đang cài đặt ha. Chúng ta chỉ mất khoảng chừng 1 phút 2 phút là nó đã cài đặt xong rồi nha. Và nó rất là tiện dụng, với cái app này thì chúng ta chỉ cần đăng nhập một lần thôi và sau đó thì chúng ta không có cần phải đăng nhập lại. Thì mỗi ngày chúng ta vào học thì chúng ta cứ bấm vào đó chúng ta học là được nha. Thì sau khi nó tải về thì nó cài đặt, thì chúng ta đợi khoảng 1 phút để cho nó cài đặt xong ha. Ok, thì nó rất là tiện. Này, đây là một trong những cái bước tiến. Thì sau khi nó đã cài đặt xong nè, thì có cô chú anh chị thấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái từ mở ha. Bấm vào cái từ mở để chúng ta kích hoạt cái app này lên. Rồi sau đó thì chúng ta bấm vào cái phần kết nối ha, tất cả cô chú anh chị ha. Ok, rồi bây giờ nó kêu nhập cái này. Thì bây giờ chắc là cô chú anh chị sẽ nhập cái chúng ta phải gõ worldwideweb.doc. Anh chị đợi bác sĩ Thư xíu. Ok, có nghĩa là chúng ta phải gõ worldwideweb.doc12vks.com thì nó mới vào được. Thì các anh chị vào được tới cái phần này á, thì lúc đó là cô chú anh chị sẽ được các bạn chuyên viên DOC sẽ gửi cho tất cả cô chú anh chị thông qua cái email hoặc là cái tên username của tất cả cô chú anh chị kèm theo cái mật khẩu ha. Thì ở đây bác sĩ Thư có cái tài khoản đó là cái email ha, cộng với cái mật khẩu nha. Rồi bây giờ bác sĩ Thư sẽ bấm đăng nhập ha. Đăng nhập bằng cái email và cái mật khẩu mà các anh chị đã được cung cấp ha. Thì các anh chị bấm cái từ đăng nhập. Ok, nó rất là đơn giản nè. Thì khi cô chú anh chị bấm vào cái từ bấm đúng cái địa chỉ email và cái mật khẩu đăng nhập thì nó sẽ hiện ra các cái thông tin ha. Về ở đây là các cái trang chủ của nó, thì các anh chị sẽ bấm vào trong cái phần khóa học. Thì đối với tất cả cô chú anh chị mà chúng ta có đăng ký các cái liệu trình 12 tuần nhóm hoặc là 12 tuần một một á, thì ở đây có các cái khóa học. Ví dụ như là các anh chị muốn học cái khóa dạy nấu ăn thì các anh chị bấm vào cái khóa học dạy nấu ăn ha. Khi tất cả cô chú anh chị đợi một xíu để cho nó load các cái thông tin về nha. Rồi. Thì đây là tất cả những cái thông tin của cái khóa học dạy nấu ăn. Thì nó bao gồm nhiều cái chương khác nhau, mỗi chương nó sẽ có những cái món khác nhau. Thí dụ như là món canh, món súp thì nó có 12 bài ha. Thì đây là những cái món súp, món canh mà các anh chị có thể học. Rồi món gỏi thì các anh chị cũng có thể có rất là nhiều món gỏi ha. Rồi nước sốt thì nước sốt từ các cái loại trái cây gì đó. Rồi nước sốt từ rau xanh thì có phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Thì tất cả cô chú anh chị sẽ có thể bấm vào ha. Ví dụ như cô chú anh chị bấm vào cái bài này, bấm vào cái cách để rửa và nước hàm xương, thì các anh chị bấm vào nó sẽ hiện lên đây. Các anh chị muốn xem thì các anh chị có thể bấm vào cái chỗ này để cô chú anh chị xem ha. À, để bác sĩ Thư hạ cái âm thanh nó nhỏ xuống một chút, để vừa nói chuyện vừa coi tất cả cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị cứ coi hết cái này thì các anh chị sẽ hiểu ha. Rồi các anh chị muốn bấm qua cái bài khác thì các anh chị cứ bấm. Đó, thì nó sẽ hiện các cái cách để nấu. Ví dụ như cái món này là cái món súp tóc tiên ha. Cái món này thì khi mà chị Phúc chỉ nấu thì bác sĩ Thư có ăn qua, nó rất là tuyệt vời và bác sĩ Thư thấy nó thực sự rất là dễ nấu cho cả cô chú anh chị ha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái khóa học nấu ăn. Thì cái khóa chính ở trong này nó có nhiều cái khóa nè. Thí dụ như cô chú nào mà được ép cái khóa mà tất cả cô chú anh chị tham dự, đó là cái khóa huấn luyện nhóm nằm đây. Còn cái này là cái khóa huấn luyện 1-1, là dành cho những cái cô chú mà có tham gia cái liệu trình 1-1 ha. Còn này là huấn luyện nhóm là của tất cả cô chú anh chị nè. Chúng ta bấm vào cái khóa huấn luyện nhóm nè ha. Sau khi các anh chị bấm vào trong cái khóa huấn luyện nhóm thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bài khác nhau. Thì nguyên tắc của cái app, cái ứng dụng này cũng giống như là trên web á, là cô chú anh chị phải coi từ đầu thì nó sẽ mới cho cô chú anh chị qua được cái bài tiếp theo nha. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái bài cảm nhận học viên, thì cô chú anh chị bấm vào thì nó sẽ nhảy cái này. Thì ví dụ như cái bài này cô chú anh chị đã nghe rồi ở trong các cái buổi hội thảo, các anh chị muốn bỏ qua nhanh thì các anh chị có thể kéo cái con chỏ này
cho nó chạy về cái phía cuối nha, thì là nó cũng sẽ đi về phía cuối cho tất cả cô chú anh Là chị, mình để cô ăn chú anh cái gì chị đi qua cho nó nhanh, để chúng ta kết thúc cái này để chúng ta qua được cái bài tiếp theo ha. ở đây xóm Ok, này sau chúng khi nó tôi qua đây được có cái bài mấy tiếp người theo nói á, bị mà tôi nó nói hết hỏi cái thì video thì tôi chúng bảo ta sẽ qua được cái bài thì tiếp tin hay theo, không tin thì để chúng tôi ta bấm nét cái là nó qua được bài tiếp theo ha. Rồi thì ở đây là nhóm Zalo chẳng hạn, thì các anh chị đã được add trong nhóm Zalo rồi thì các anh chị bỏ qua bài này. Rồi ở đây á, là trong cái buổi sinh hoạt tuần thì nó có hai cái đường link Zoom sẵn, thì các anh chị cũng có thể nhận từ chỗ này hoặc là các anh chị sẽ nhận trực tiếp ở trong cái nhóm Zalo của các anh chị nha. Thì các anh chị bấm qua. Rồi bây giờ các anh chị bắt đầu của cái tuần thứ nhất, nhưng mà khi các anh chị muốn qua được tới cái bài này nè, thì các anh chị cũng phải bấm next cho nó qua tất cả các bài kia thì nó mới hiểu là các anh chị đã hoàn thành, để các anh chị có thể qua được cái bài này ha. Qua tới cái bài này thì đó là cái bài học video đầu tiên của tuần, thì các anh chị bấm vào thì cô chú anh chị sẽ được học cái video bài đầu tiên của tuần ha. Đó thì đây là bác sĩ Thư có chào đón và giới thiệu các cái thông tin. Và các cái bài học này á, thì mỗi hai Xin chào tuần tất bác cả sĩ cô Thư chú anh sẽ chị. cập nhật Chào những mừng cái tất phiên cả bản cô chú anh mới, thì chị các em. anh chị, Chúng ta bác sĩ đến Thư sẽ với tự chương trình cập trực nhật tiếp vào đây sau cho tất cuộc cả khởi cô hành chú của anh bác chị sĩ ha. điều gì. Đó, Lời rồi nói ví đầu dụ tiên như là bây bác giờ sĩ bác sĩ Thư. Thư muốn qua cái bài này cho nó nhanh ha, để bác sĩ Thư hướng dẫn các cái bài khác nè. Đó thì các anh chị sẽ thấy là tôi kéo qua nè ha, Ta nó sẽ cho ghi phép cô nhận chú anh mỗi chị ngày kéo qua hoặc ha. là Đó, cô chú anh chị kéo qua cho nó nhanh, nhưng mà bắt phần buộc theo là sóng mình từ các phải cô chú phải anh chị. xong hết thì Do nó đó mới lưu cho ý ha. là Rồi ăn sáng. thì bác sĩ Thư đã xem qua rồi, thành ra là nó sẽ cho bác sĩ Thư bấm qua cái bài tiếp theo. Thì cái bài tiếp theo á, đó là video bài học, sau đó thì tới bài giảng tuần. Bài giảng tuần thì nó nằm ở cái dạng file PowerPoint, thì cô chú anh chị có thể xem ha. Thì đây là những cái bài mà các anh chị sẽ thấy ở trong cái video á, nhưng mà ở đây thì nó load chậm chậm ha, thì từ từ nó load thì nó sẽ load hết. Rồi các anh chị muốn xong cái bài này thì các anh chị sẽ qua cái bài tiếp theo. Đó là xong cái bài này thì cô chú anh chị đã biết cái cách thực hành rồi, bởi vì trong này nó có cái phân nhóm thức ăn cho tất cả cô chú anh chị nè ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo để chúng ta học tiếp về cái gọi là hội chứng X hoặc là hội chứng chuyển hóa, thì nội dung nó là gì, thì các anh chị bấm vào thì các anh chị sẽ học tiếp ha. Sau đó thì các anh chị sẽ bấm vào trong cái bài giảng tiếp theo nữa. Rồi để bác sĩ Thư qua cho nó lẹ. Đó là tới cái bài này ha, cái bài cách tính BMI nè ha, nó. Rồi các anh chị bấm này thì các anh chị sẽ học được cái cách tính BMI. Thì cái bài này nội dung của nó là cách tính BMI, chỉ số khối cơ thể ha. Rồi chúng ta muốn qua nữa thì chúng ta qua tới cái bài này. Thì cái bài này là Xin chào một các cái bạn, bài tôi là mà bác bác sĩ sĩ khoa Thư bệnh. Ở phần trước chúng ta đã lấy một cái thảo luận của một về cái cái chuyên gia để hướng dẫn cô chúng chú ta anh chọn chị đôi khởi giày động trước khi tương cô chú anh ứng chị và vận bộ động trang ha, để phục chúng phù ta hợp tránh với bị việc đi chấn thương làm. ha cô chú anh chị Thì ha. hôm nay tôi sẽ Rồi hướng dẫn cho các thì bác bạn sĩ Thư cái muốn cương bấm qua tập cái bài tành. này. Ok, rồi thì sau khi mà bấm qua thì cái bài cuối cùng mà cô chú anh chị được học ở trong tuần á, đó là sau khi các anh chị thực hành xong, các anh chị xem hết cái video, các anh chị có kiến thức rồi, thì cô chú anh chị sẽ bắt đầu làm trắc nghiệm ha. Trắc nghiệm vào cuối tuần thì ở đây nè, đó đây là những cái ôn cái kiến thức lại, thì các anh chị bấm vào cái nút xem bài nè, thì cô chú anh chị sẽ làm trắc nghiệm ha. À, thí dụ như cái câu nè, theo phương pháp DOC có bao nhiêu phân nhóm thức ăn, thì các anh chị chọn 1 hay chọn 2, chọn 3, chọn 4 gì đó thì các anh chị chọn ha. Rồi các anh chị bấm qua tới câu tiếp theo. Rồi nó các cái thời điểm test đường là lúc nào, ví dụ như là 8 giờ sáng, 8 giờ sau ăn, 2 giờ sau ăn trước khi ngủ, thì các anh chị thấy câu này là đúng hay sai thì các anh chị cứ gõ vào ha. Ok, thì sau khi các anh chị bấm xong trên, các anh chị nộp bài, thì mỗi tối chủ nhật bác sĩ Thư và các bác sĩ DOC sẽ xem và chấm bài cho tất cả cô chú anh chị, để qua tuần mới á, qua tuần thứ hai thì cô chú anh chị sẽ được học các cái bài học ở tuần thứ hai ha. Khi mà mình không có hoàn thành hết cái video ở bài học ở tuần thứ nhất á, mình hoàn thành xong thì nó sẽ có cái tích xanh vậy nè, nó thì lúc đó mình mới qua được cái tuần thứ hai ha. Ok, nó rất là đơn giản, chúc tất cả cô chú anh chị có thể thực hành mỗi tối thứ bảy hoặc là chiều chủ nhật, các anh chị sẽ được gặp tất cả các bác sĩ trực tiếp ở trong các cái buổi họp tuần ha, trên Zoom ha, tất cả cô chú anh chị ha. Rồi có thắc mắc gì mỗi ngày các anh chị tương tác trong cái group Zalo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.